Welcome to Summoner's Rift. The air carries a familiar scent. 30 seconds until the end. Yo. First game. Quên cái cuối cùng là gì ra? Cuối cùng là end game hay final game? Final game đúng không? Final game. Đúng không? Đúng không? Final. Phải không? Tôi ngủ tiếng Anh á. Tôi chưa chắc chắn. Final. Final. Đúng rồi. Final game. Ta gặp Manfate, Manfate kèo không dễ, không khó lắm không. Kèo này mình đi đẩy lẹ mình đai liên tục. Tí mình lên khạnh thuật mình đai thêm mít nó là hai thằng mình đai. Cứ vậy mà đai 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 tới cuối cùng luôn. Lên là tầm 2-3 đồ bắt đầu lên giải thị ngân. Với lên khạnh thuật chứ, khạnh thuật thôi giải thị ngân chả tác dụng gì đâu. Tuấn Nguyễn, tiến bao nhiêu tuổi? Nó, 23-24 đó, già đó. Đến 2324 già tới nơi rồi. Một nè, hai nè, ba bốn nè, năm nè. À, em gọi này. Má tao đánh tao bật e lên nó kiểu quá. Cho tao giữ cái đam mất cái giáp nó cơ, nó hồi cái giáp lại nè. Giáp được tầm 100 máu. Ây dồi, trâu quá. Rửa đi máu đi. Rửa đi máu, rửa đi máu, rửa đi máu. Trâu quá nha. Hai sắp đi hết nhau rồi này. Rồi là vết nó lên trước á. Rồi là vết nó lên trước nha. Thế à. Tiến ôm trụ điện. Lĩnh đi vô cho trụ bắn hai cái thì đẹp. Lính đẹp, lính đẹp, lính đẹp. Lính lô xấu. Ôi trời ơi. Lila đi lộn. Ven là nên nó ăn đường trên, nó xuống đường dưới à. Để mà máu luôn mong à. Đánh được hẳn 100 máu của nó luôn mong ơi. Dữ đấy. Rồi. Nó không ra chế quá ông ơi. Má. Ê à. Má ơi. Sao đi mất rồi. Còn quay ghê thiệt rồi. Tao tới giờ tái luôn. Cứu tính gì với. 1 2 3. Mày cái cây đập cái lại. Má để có đúp kìa. Không có đúp kìa, không có đúp là lụm rồi. Top mạnh nhất là top 2 người à. Nó hết máu rồi đó. Tham đấy nhờ. Bỏ là... Bỏ là mình vào ăn thôi.
thì mình xin. Có chút thương nhớ trầu quá mà. Trầu quá khoảng 6 luôn à. Ô, này ok đây với liền mà nhái ạ. Rừng mình mới lên xong nó sắp đón giáp gai gai. Đồ đánh ta thắng chắc luôn á, mà buồn thật. Chết sợ. Đọt luôn à. Mới tục bị nó gần nhiều hơn cả rừng mình gần á. Có chút cơ nhá. Bị mù để băm được 25 giây. Ý tao mắt lính đáng chịu nha. Ý nào không? Nó mình fit cho người pet 2 mẹ luôn đó trời. Tròn đấy. Anh máu và giáp này. Mày có lính không xấu lắm, lính đẹp. Rồi, vô mắt tím luôn. Đây chạy bố rồi. Nó vẫn còn ăn. Chạy qua đây chạy về đi. Đủ đam đánh nào. Má nữa cây à. Chắc nó có tele ra lại rồi. Te luôn. Vút về có nửa cây nào không à. Đau quá. Ui đâu mất máu không. An enemy has been slain. Má ơi. Má chịu cái điện. Mất lát rồi đừng ăn. Sợ đấy. Chầu quá à. Anh đâu vậy? À, tàng hình nè. Ê à. Ra đây. Này. Một bốn luôn rồi. À, mày nó gần là bét rồi. Không lấy mạng nó thành một tí luôn á, chết rồi. Ghê chứ vậy.
ai đoán đâu. Ta lại bỏ xe rồi, không được có lính nào luôn. Trâu quá. Thêm khiên băng, tìm băng. Cột điện à. Cụ đó chứ. Giờ đấy cái vô danh đấy mất máu luôn đây này. Trời ơi, khổ chưa. Đế qua lớp giáp trâu của nó luôn đó. Trôn đó nha. Có chút thương nhớ. Có chút vui rồi. À, rờ nó hồi lâu rồi mình rờ máy nó chưa xài. Chọn rồi, anh hành à. Tê lè đó. Giờ sao đánh bây giờ? Tên ho. Ông này không cài số lùi à? Nhìn này. Vợ này vô đốt đốt lính à? Nó thấy rồi hả? Trụ bắn thì chắc về vốn luôn. Nó lên quy thì nó cũng đâu có đam đâu. Giờ tao bật tay tao bấm nó còn để chết đó không à. Hề luôn. Chắc chắn là để chết luôn. Năm này thì mai nó chết, giờ nó khó chết. Ê cái là xem chúng ta video nhé, là video ngộ nha, tới công chuyện vợ này. Trong số giả rồi. Nó lên nó quá. Cái mà lợn nữa. Chút vòi dài. Yeah.
mới làm việc dễ dàng đấy, mà mình làm cái tiếng hồ mình phải lòng vòng. Chắc có một dịch đánh được chứ giờ nó lên nhất gai xong rồi không nổi nữa. Chắc có xong cái chất gai rồi đấy. Nhưng sao game này chắc win rồi, thua không nổi rồi. Em này tem mình tướng mạnh hơn, tem nó có mối mạnh thai à. Ôi giời. Nè, Chamberlain xong đồng tiền Z. Cái gì đấy, cái đồ mới gì đấy. Thôi chạy đi. Cái đồ mới gì đấy, what the fuck, gì vậy đại ca, thôi đi xem đường đâu đó mà chạy, nếu mà nó dí được nó thì đường đâu mà chạy. Đúng luôn nè, cái chanh là tính má theo đốt đủ đam luôn đấy chứ, quay vô theo đốt là đủ đam rồi, trời ơi. Cho nó sống nhanh răng mày bằng pháp luật à. Tại à. Thôi pha mới được chịu chỗ mà. Đấy, cái đạn luôn. Quy thiêu là ăn 100% rồi. Được cái mạng thì xét tiền. Lọ thế không biết. À, nó qua cụ ơi. Trời coi, nếu có mày hả rồi. 4 lít rưỡi à. À được rồi. Cần cần nào lên đớp cái đầu nữa này. À, khổ thế nhờ. Tên ho, lâu lắm rồi mới thấy Fizz mà ông đánh chiến quá. An ally has been slain. Take comfort in a clean spree. Shut down. Okay. Châu quá đã. Quá chịu. Đốt tôi còn máu luôn nè. Nó đốt có cái E thôi, hình như ca máu được phải. Gần ca gì. Đâu lên một dệt xong tái luôn rồi vừa. Xem lên giày giáp. Giày giáp đau tím khăn. Xong rồi yếu xìu luôn. Đánh con đéo có đam vào đầu thằng ấy mới đâu chứ. Tái tái tái. Để đến 1-10 để đánh à, đánh kim cương không ơi. 1-10 đánh là vừa luôn. Vừa miếng. Xem có tem không sau nhé. Chọn đi, chọn lại đó.
ghê vậy. Đâu chết luôn à. Má ơi nó mạnh điên. Tuấn Nguyễn cùm đao băng. Ăn đây kìa. Ôi phải cái đàn thật. Nào chán lắm hả? Vô nó rờ ở đây thấy máu luôn. 1/8. Cứu nó kìa, nó bị ăn hiếp trên đó kìa. Phong 3 thằng. Sang hô, game này tái thế nhỉ? Bị te. Bắt cái thằng mặt trâu quá cái đạn. Nó rồi nữa chứ. Nào nó về. Ôi nó về. Về đánh chung cái tem, nó tem tái á. Không đánh nổi thằng mít nó luôn. Chắc lên cái khăn nghệ thuật trước rồi lên gì lên quá. Thế bây giờ tìm thằng mít nó mà đơm chứ. Khó chịu thật sự. Má nó 4k máu luôn, tính làm ăn mẹ đầu luôn đấy nhở, mà ăn chiến đầu luôn á. Quần là... Tính là tặng chiến công đầu luôn đó chứ. Chiến công đầu xong tái luôn à. Tuyển dụng lao động 18 rồi. Top ở đây này. Oh. Sang hô chấm. Chết luôn. Sang ngô, tiến đi bị mau làm gọi từ cây cây. Cố hết cấu, hết cấu. Sang ngô, tối mấy giờ online thế tiếng? 8 giờ. Trên này thua đó, xuống trên 3 luôn nè. Mãi quá trời.
Má nó khổ điên luôn đấy chứ. Thế có đấy biết lên gì mà. Thọt quá, giờ lên đồ không kịp đồ đến nó rồi. Sang Ngô, tốt rồi, mặt cười tít mắt. Ai mời họ làm gì vậy? Ai quá nhờ. Nó không rồi tôi nhờ, tôi đến cái khanh không đế rồi tôi lọ thế không biết. Đó, mấy mấy khăn phép combo lấy được nửa cây nữa. Tay 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 chân ôi trời ơi, ráng đi. 35 phút lật, 35 phút lật. Your turret has been destroyed. Ten Ho, trận này mà bằng Grip không kem top thì Nelfai cũng biết. À, đánh vào mà vô á. Nhiết đấy em vào luôn. Bay rồi, phát bay bố mỏng. Sang Mô, can win. My win. Thì ghê chứ à. Phụi ra. Đù. Châu quá vậy này. Để có ấy. Thì ra ta đánh lính rồi. Má ơi khổ thật đấy chứ lại. Má tự chiếm tự lăn nó chết luôn. Quỷ thiệt đó chứ. Tự chiếm tự lăn nó chết luôn. Mốt nữa. Cái tà này nếu có dép dùng hết này. Quần rồi đấy. Ây da. Không bao giờ thấy người support nó phót xong dép nó vô đánh. Là thấy anh farm đâu không. Trời ơi.
Ồ, lợn làm sai nữa kìa. Này. Rồi, còn win. Còn win, còn win. Giờ vẫn còn thượng mục tiêu luôn. Má ơi, thua một đống vàng. Thằng ăn vai nó phun đồ luôn rồi. Kiếm tí giáp đã mọc quá. Yeah. Con win, con win. Have I died? Chết nó là hết win đó. Chết mà đàn. Thế nó bắt đường sấp không? Còn nó cắt đây. Sắp sắp ra rồi. Chờ lại. Chú tệ vướng cái hàng rồi đó. Buồn đau luôn ta. Giáp còn Evelyn mà sẽ subscribe cho ta 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 luôn ta ăn nào ta 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 ăn bỏ mẹ ta điệu còn win order must be enforced. Con sức bột nó mồi nhá, ai mồi bây giờ chắc lắm chả hốc rồi nè. Mà anh phải đá tan mà. Chồng có trầu gì rồi. 1000 đam mà.
Có nào phần cái máu đốt nó cơ. Nhìn ghét này, à, ăn được thằng ấy à. Nói đẩy đi. Chắc mà chạy còn gọi nó vét đó. Ờ, win luôn rồi đó. Không ai chứ. Năm phần 15. Chiến địch. Chết mình chiến quá vậy ta. Tên ho, mèo tay hết vị rồi. Nice. À, đó là tiến vũ win. Nice. À. Tên ho, dừng đánh tốt quá. Cửa bàn phải. Cửa bàn phải, ăn gáy cho bắn thua luôn rồi. Ôi. Đang được gắn nhỉ, chuẩn.